Xin chào mọi người, trước mặt mọi người đây là hai mẫu xe combo cao cấp, combo 60 triệu và combo 80 triệu. Thì ở video này mình sẽ phân tích các mẫu combo này gồm có tài sản những gì và so sánh điểm giống và khác nhau. Qua đó mình sẽ giải thích một số câu hỏi thắc mắc của các anh chị khi mình kinh doanh mô hình xe cà phê pha máy. Và tổng thể thì ở hai combo này đều sử dụng mô hình xe to, cao và hầm hố. Đối với mẫu xe 60 triệu sẽ sử dụng mô hình xe với kích thước á, là chiều dài là 1m4, chiều rộng 80cm và tổng thể chiều cao là 2m15. Còn với mô hình 80 triệu thì kích thước của chiều dài sẽ là 2m, chiều rộng là 80cm và tổng thể của chiều cao là 2m37. Về màu sắc thì hai mô hình sẽ đi theo phối với tông màu là đen và vàng, nhìn nổi bật và sang trọng hơn và có những họa tiết trang trí mang phong cách cổ điển. Chất liệu thì được làm từ sắt với khung xe được làm từ sắt hộp và vuông 3 rất là chắc chắn và cứng cáp. Cả hai xe đều được trang bị máy bọt, nhưng đối với xe 1m4 thì sẽ được trang bị thêm là một bạt cuốn dùng để che nắng che mưa, bảo vệ trên thiết bị máy móc. Hai xe thì đều được thiết kế hai khung chứa đồ, để mọi người có thể thấy hai kệ khung chứa rất là rộng rãi, mình có thể để ly nè hay cà phê ở trên khung này, và phía bên dưới của mình sẽ có hai hộp tủ. Xe 1m4 thì cũng trang bị tương tự, cũng hai kệ, kệ trên thì mình có thể để cà phê ly mang đi, ở dưới sẽ có không gian rộng rãi. Và máy vòm mình sẽ được thiết kế là cao, giúp mình có thể cách nhiệt và làm cho máy móc mình tăng tuổi thọ lên. Về phần máy pha thì hai combo sẽ sử dụng hai mẫu máy pha khác nhau. Ở combo 60 triệu mình sẽ được trang bị là một mẫu máy pha đến từ thương hiệu Casadio, một thương hiệu nổi tiếng của Ý, với công suất pha tối đa một ngày là 300 ly. Còn ở mẫu combo 80 triệu thì mình sẽ sử dụng máy pha đến từ thương hiệu Carimali, một thương hiệu nổi tiếng của Ý, với công suất tối đa một ngày là trên 400 ly. Và điều đặc biệt là ở combo 80 triệu thì mình sẽ được trang bị dòng máy pha là sẽ có hai hầm chiết xuất. Đây, có hai hầm chiết xuất. Còn đối với combo 60 triệu thì chỉ được trang bị một hầm chiết xuất. Và mình thấy ở hai dòng máy này thì sẽ đều được trang bị vò lấy nước sôi và vò đánh hơi. Thì ngoài ra điểm chung đó là hai con máy sẽ được trang bị thêm là vòi hút nước tự động nè, và hệ thống điều khiển tự động. Bữa nay mình cũng có đây, hai vòi nước sôi và đánh hơi, hệ thống điều khiển tự động và vòi hút nước tự động. Điểm chung của hai combo này thì mình thấy là ở máy xay thì đều sử dụng chung một dòng máy xay đến từ thương hiệu của Lavita, với bộ đệm là Lavita FX, được thiết kế với đường kính lưỡi xay là 64mm, giúp khi mà mình xay bột ra sẽ được đều và mịn nhất, và sẽ có thêm một cái chức năng là tản nhiệt. Và máy xay đều có hệ thống xay tự động. Vừa rồi mình đã so sánh giữa hai mẫu combo 60 triệu và 80 triệu. Thì điểm giống nhau đều sử dụng chung một dòng máy xay và khác nhau về kích thước xe. Máy pha, anh chị nào mà khi mà mình mua một trong hai mẫu combo này thì sẽ đều được tặng kèm theo đó là 60 món quà tặng, như là ly mang đi, dù, bàn ghế, bảng menu và một số vật dụng khác. Đây là hai mẫu combo cao cấp với công suất pha là lớn, thì tài chính của anh chị nào khá mà lại chọn thích những dòng máy pha một rúp thì mình có thể tham khảo và lựa chọn mẫu combo 60 triệu này. Còn anh chị nào mà tài chính khá mà nhỉnh hơn nhưng lại thích những dòng máy pha được hai rúp thì mình có thể tham khảo và lựa chọn mẫu combo 80 triệu này. Và bây giờ mình sẽ trả lời một số câu hỏi cũng như là giải đáp các thắc mắc của các anh chị khi mình kinh doanh mô hình xe cà phê pha máy này. Ở câu hỏi số 1, thời gian giao hàng và lắp đặt xe cà phê là bao lâu? Thì tùy vào địa điểm của các anh chị, nếu ở trong khu vực thành phố thì thời gian lắp đặt sẽ từ 1 đến 2 ngày. Còn ở những tỉnh xa thì thời gian lắp đặt và giao hàng sẽ rơi vào tầm khoảng từ 4 đến 5 ngày. Số 2, có hỗ trợ thiết kế logo và thương hiệu không? Dạ có nhé, Leon có hỗ trợ mình thiết kế logo và thương hiệu để giúp khách hàng xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ, độc đáo. Tuy nhiên sẽ giảm thiểu một số các chính sách. Câu hỏi số 3, xe cà phê có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết như thế nào? Dạ, thì bên Leon đã thiết kế mô hình xe đã có trang bị sẵn các biện pháp bảo vệ như che nắng che mưa, như đây bàn kéo và máy giúp bảo vệ các trang thiết bị tốt hơn. Câu hỏi số 4, làm sao để duy trì lượng khách hàng ổn định?
thì mình nên chú trọng vào sản phẩm và chất lượng dịch vụ. Qua đó mình có thêm một cái chương trình khuyến mãi ưu đãi để nhằm giữ chân khách hàng. Vừa rồi em đã giới thiệu cho anh chị hai mẫu xe combo cao cấp 60 triệu và 80 triệu và giải đáp một số câu hỏi thắc mắc của các anh chị. Thì anh chị nào còn có những thắc mắc hay câu hỏi nào mình hãy comment ở bên dưới để Leon có thể trả lời nhanh nhất cho anh chị.